Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Mày Vật Vấn Chín. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc bông hoa hồng bằng tăm như các bạn đang thấy. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là tăm, rồi keo 502, rồi giấy bút. Ok, phần tăm thì các bạn sẽ bẻ nó ra. Đây, tăm này chúng ta sẽ dùng tăm nhọn, các bạn sẽ bẻ ra một bên để nhọn và một bên để bằng. Ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ dùng giấy bút, chúng ta phác họa cái bông hồng trước. Thì theo như bông hồng thì các bạn muốn đặt trong một cái hộp nào đó, hoặc các bạn đặt vào cái gì đấy, thì trước tiên các bạn phải đo cái kích cỡ cái hộp đó và vẽ ra giấy này. Đấy. Ví dụ cái hộp các bạn muốn bỏ cái này vào cái hộp để tặng, thì các bạn phải đo kích thước cái hộp đó trước. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái bông hồng nằm trong khuôn khổ cái hộp đó. Mình khuyên các bạn nên phác họa bông hồng càng đơn giản càng tốt, vì đến lúc chúng ta gắn chúng ta sẽ rất dễ dàng gắn, và trong khi đó cũng không thiếu phần đẹp. Đầu tiên mình sẽ phác họa. Ok, như các bạn đã thấy là mình phác họa cái bông hồng này nó đơn giản thế này thôi. Các bạn không nên làm cầu kỳ quá, bởi vì làm cầu kỳ đến lúc chúng ta gắn sẽ rất là khó khăn. Này, như các bạn đã thấy, phác họa chỉ vài đường nét cơ bản thôi. Quan trọng là cái bông hoa này, sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái đường, cái viền giống như đây là một cái cánh hoa. Tiếp tục một cánh hoa nó nằm xen kẽ bên trong là cái đường này, và sau đó là cái đường viền cánh tiếp theo đây, hai cánh và một cái đường giữa này thôi, là sẽ được một bông hồng rất là đơn giản thôi. Đấy, sau khi chúng ta đã vẽ được như thế này rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng tăm. Các bạn sẽ dùng tăm vào khoảng tầm 5-7 que gì đấy, có thể làm nhiều hơn, và sắp đều cái chân dưới đây này, cái chân dưới này các bạn sẽ sắp đều. Sau đó chúng ta sẽ nhỏ keo vào. Trong thời gian nhỏ keo này các bạn chú ý đoạn này này. Trong thời gian nhỏ keo, cái keo 502 này, cái lúc mà nó chưa khô á, thì nó rất là dẻo. Các bạn có thể thoải mái uốn cho nó thành cái hình mình giống như trên đây, như đây. Các bạn thấy mình đã uốn nó cong được như thế này. Đấy. Đấy. Sau khi uốn được như thế này, được những hình này chúng ta ướm xuống đây, nó đã được như ý muốn chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn keo lên các đường nét mà chúng ta vừa mới vẽ. Đấy. Mình đã được một khối đầu tiên. Và tiếp theo cứ thế, bây giờ chúng ta cứ thế tiếp tục. Dần dần làm quen là các bạn làm khối nhiều hơn, nhanh hơn. Như này. Chắc chắn dùng làm cái này chúng ta sẽ bị dính keo vào tay. Đấy. Trong cái thời gian nó đang khô như này, chuẩn bị nó khô này, chúng ta có thể thoải mái uốn. Uốn nó theo đường nét chúng ta. Ví dụ như đoạn đây, đường uốn của nó sẽ là như thế này, thì chúng ta sẽ uốn theo nhìn mắt thường chừng thôi. Đây. Như này. Và mình sẽ gắn vào đây. Đặt lên.
đặt lên kế tiếp cái phần mà chúng ta vừa mới chúng ta gắn tiếp. Ok, đấy, như các bạn đã thấy, đây là mình làm ví dụ của hai đường nét của bông hồng, đấy, cách làm bông hồng. Và các bạn cứ thế tiếp tục, chúng ta sẽ gắn lần lượt từ trong gắn ra ngoài thì nó dễ hơn. Gắn từ trong đây, hai đường này trước, sau đó chúng ta gắn ngoài sau. Và các bạn cũng có thể vẽ thêm một hai cái lá ở đây nữa để tạo thêm cái nét sinh động của bông hồng. Còn một trường hợp nữa, nếu như trong trường hợp mà chúng ta gắn nhiều những cái tâm này, nó sẽ cái đầu trên nó sẽ nghiêng về đây, cái đầu dưới của chân này nó sẽ phình ra, thì chắc chắn cái tâm nó sẽ nghiêng và sẽ không đẹp. Cách để khắc phục là chúng ta sẽ dùng dao, chúng ta gọt cái phần dưới đi để sao cho nó cân bằng, rồi ta dán tiếp. Cứ thế các bạn làm. Thì trên đây là cách hướng dẫn làm bông hồng bằng tâm. Các bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Mèo Vật 789 làm tinh thần cho video kế tiếp. Cuối cùng xin được chúc các bạn thành công. Chào các bạn.